bạn chưa biết cách thu hút những nhân sự giỏi, chưa biết cách làm sao để giữ chân một nhân sự gắn bó với công ty lâu dài, và làm sao để mà giao việc để nhân viên háo hức nhận việc và đạt được mục tiêu. Bạn phải nhớ, không có nhân viên không làm được việc, chỉ có sếp chưa biết cách giao việc.